all the students, chim đẹp xúc ôn bồn ở kia, ta dường liền biệt thamay sân. Unit 33. Have also been. Have also met. Have also met. Have been. Have been. Have seen. Have seen. Was not. Was not. Was unloading. Was unloading. Was waiting. Was waiting. Went. Went. Were carrying. Were carrying. Were walking. Were walking. Okay. Tạm dừng tàu mì điện bài dừng. Okay, now we start our unit. Unit 33 in the past. Nó có mì điện này cứ dừng điện ẩm bì bê là tay đặc cả. Cô ổng nó cứ chọn ổng ổn dô lợi bì kà bà bà kà tay đặc cả. Chế hình dây rừng rào. Sự cam tiếp đại bàn cả là nó tay đặc cả. Một to rồi một đọc bạch bọn. Thế giới ta nhận ra cả là mỗi cứ cả present. Perfect. Chắc đây ổn ổn lo bàn sắc xa rồi chẳng hãi. Nó có nông riêng tì sản xuất phí. Mì riêng tì sản xuất mũi, mì riêng tì sản xuất phí. ការប្រកាសផាសឈីងផលហើយនិងប្រេសិនឈីងផលសូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូគឺលោកគ្រូបានថតជីវីដេអូនៅក្នុងរៀនទី31នេះគឺទំព័រទី216ដល់ទំព័រ216គឺចង់បញ្ចប់នៃសៀវភៅ English Grade 8របស់យើងអឺនឹងសូមអធិស្ឋានចំពោះការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូនេះ បង្រៀនគឺតាមទំព័រតែម្ដងអាចបកប្រែនិងចាក់ឲ្យបងស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះមិនបានធ្វើឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះ100%នៅសម័យកូវីដនេះហើយសង្គមថាមេរៀននេះគឺជាជំនួយជួយដល់បងប្អូនសិស្សខ្សោយៗឬក៏បងប្អូនមិនទាន់សូវយល់អីបងអាចមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូទៅគឺនឹងអាចជួយកាន់តែខ្លាំងមួយកម្រិតថែមទៀតបាទតោះយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងតែម្ដង In the past, the Saturday night out, ngày mùi, dục ngày sau nó khẳng khẳng. Look at the picture, uncle, Panya and Aunt Soknan. Where are they? Tapuke now and I. What are they doing? Tapuke cũng không thua vậy. Chẳng phụ mơ được hiệp nóng ta khơi dây cây khác, tapuke có nó cần lại nào. Okay, read the story about uncle, Panya and Aunt Soknan. What did they enjoy the most? Ta phụ quạt nó cứ bình chất ở quấy bồng phật. Chính được lưu an bọc bài ở tập bọn những ai ôn sạp. On Saturday evening, nơi là ngày 6, Uncle Panya, Pu Panya hay nâng mình sọc ná, went to the cinema ban tù rung phim dân. They watched a scary movie. Phụ quạt nó cứ ban bơ sai phim dân còn mỗi để cua anh phí khả. Scary. The movie started. Còn những cư ban chập đàm láng nông mong phạm phí ấm. Uncle Panya and Aunt Sokna enjoy the movies. Pu Panya hay là mình Sokna nó cứ còn bình chất sai phí dân nà. Còn nắng nà. After the movies bần tỏ phí còn nắng. Uncle Panya, Pu Panya and Aunt Sokna walk together bàn đai chì mùi kia tổ khăn ông xuân chì bà. They walk beside the river. Bộ quạt nâng bàn đá beside nó có bài. Nó có bài tuần lệ. The moon was bright. Bà chăn nâng cư trả chắc trả chồng. They talk. Bộ quạt nâng cư nì dây ông pi anà cốt rộ bó bộ quạt. When uncle Panya, nó bê bù Panya hay nâng mình sọc ná, came home một tiếp. Some was not asleep. Some mình toàn đẩy lụa nó lại tề. He waited for Uncle Panya, quát ban rong chăm Pu Panya, hay nâng minh sọc nà, to sit down, đồng bay ông quỳ. He was excited, quát ông phớp nà, đồng bay lư ông pi rô phiếp dân nâng. Pu Panya ban prap xóm ông pi à con phiếp dân nâng. Pu Panya hay nâng minh sọc nà, cứ hót nà, viết cứ chỉ giúp đò lọ mùi. Chân bà sân bồn, sạp bát bồn ai, mơ xa lạc mình, lại nâng.
Unscribble the sentence and write them in your notebook. Chúng ôn trời chăm bách sơ xê bây dục nâng đặt nông sơ phục học ôn máu. They scary watch a movies. Chúng dân sơ xê bàn tạm bạch. They watch a scary movies. B. The An sọc na enjoy the movies. Chúng An sọc na enjoy the movies. The beside walk river. They walk beside the river. D. About their future talk. They talk about their future. He about cinema. He excited to the what? Chứng minh đề thá. He. Bọn ai cùng thầm mấy. He was excited to hear the cinema. Good. It night was. It was a good night. Chúng con ai listen, check and repeat. Lớp ôn chạm tiền sắp hay tình thật mơ. Ta cru sơ xê mình nâng ta trao ọt. Đầm bay tình thật ở chú bác ta bởi dục nâng việc trao ai ọt. Chúng con ai chạm tiền sắp tầng ọt. Script 11.33.1 A. They watched a scary movie. B. An Sok Na enjoyed the movie. C. They walked beside the river. D. They talked about their future. E. He was excited to hear about the cinema. F. It was a good night. Paul Trump, dương ai liệp tâm đọc lục bản. Correct the mistake and write sentence in your notebook. A. Sokna go to cinema. Movie start at 7 p.m. The moon is bright. Som is not asleep. Uncle Panya tell Som about the movies. Uncle Panya and Aunt Sokna is very tired. Top on a jump stop time though. Tip script 11.33.2 A. An Sok Na went to the cinema. B. The movie started at 7 p.m. C. The moon was bright. D. Sam was not asleep. E. Uncle Panya told Sam about the movie. F. Uncle Panya and Aunt Sok Na were very tired. Này, cứ dân sơ xê chia tay đặc cả trong loại này. Aunt Sok Na went, tay đặc cả went to the cinema. B. The movie started, the time it đi mất. The moon was, dân sơ vọt mất. Som was not asleep, sơ vọt mất. Uncle Panya told, told là tay đặc cả, T-O-O-T-O-L-E, told. Uncle Panya and Aunt Sok Na were, chúng ta were, W-E-O-E. Và chân bà sân phố là bà tốn bột ai chúng mới làm vậy. What did Som do on his last holiday? Tell your partner what Som did on his holiday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Arrive, capsize, cook, dinner, fire. It rain stay 10 all day. Pack up 10 walk town. Play tennis Thursday. Shop for present friend. Relax beach. Dance party. Travel home bus. Chúng con ai listen, check and repeat. Okay, tập đáp từng ốc nghĩa. Tập ôn đáp đồng bài tiên toa từng ốc nghĩa. Tip script 11.33.3 Sunday. Sam arrived at the campsite and cooked dinner on the fire. Monday. It rained and Sam stayed in the tent all day. Tuesday. Sam packed up the tent and walked to town. Wednesday, Sam played tennis. Thursday,
Sam shopped for presents for his friends. Friday, Sam relaxed on the beach. Saturday, Sam danced at a party. Sunday, Sam traveled home on a bus. End of. Đồng bây nghe sửa lòng ca sạp nó. Ôn ách mơ nơ tầm phò phì rồi mọc xàm sắp phẩm phí. Nơi chùm lời chép bỏ dưỡng cư đọc mối xàm bay chạch bày. Chân ôn mơ tầng ọc nế tập tầm hơi tầng ọc nế. Tầm phò phì rồi xàm sắp phẩm phí. Đọc mối chạch xàm bay chạch bày. Sunday. Sam arrived at the campsite and cooked dinner on the fire. Sam nó cứ mặc đồ nó cần lại bỏ chung rốn hai cặp bàn chung ăn hà về lần hít nấu ở đầu lên. Monday, it rained and Sam stayed in the tent all day. Vì phiền hai Sam nó có nông tóm bình mùi ngay tại mặt đó. Tuesday, Sam packed up the tent. Sam bàn dịp chồng tóm hai lần đá ở tục nông tiệm cổng. Wednesday, Sam played tennis. Sam played tennis. Thursday, Sam shopped for present for his friend. Sam bán tên nhảy văn, tên nhờ ẩm nói, nghe present chỉ trán, xâm rạp bật phép là bọc quật. Friday, Sam relaxed on the beach. Sam xâm rạp lòng hái, nâu ai chân nê xâm một. Saturday, Sam dance at a party. Sam rôm nâu ai bị thi chụp liền. Sunday, Sam travel home on a bus. Sam nó cứ thua đồng ná, tập tiệc tại làng cổng. Bà chắc nó tổng phò bì rối sáng tập trong bí. Sân phôn xa bắt bàn lại nóng phôn ách mơ xa đạo bệnh. In the past, an old soldier story. Rướng Robert thể hiện chắc mà nè. Look at the picture, cử lệnh mơ rụp hiếp. Who is it? Tao biết cứ chứ nè nè. What he doing? Ta quát cầm bông thua vậy. What his job? Ta càng nghĩa bỏ quát cư vậy. Listen to Uncle Panya's story and complete the text with the word in the box. Write the answers in your notebook. Write the answer in your notebook. I've also met Alvin. Has loud, have been. Has also eaten. Have also been. Have seen, have had. Chẳng ôn chăm sẽ đọc thành ngọt lý. Hơi dô biện nó ngại dô một bộ bánh tay mà đồng. Ok, tập. Đọc thành ngọt lý. End of tips. Chẳng ôn chăm sẽ đọc đề lục rù bọ. Và ôn sẽ đọc hết bộ bánh tay mà đồng. Chăm sẽ đọc hết trăm bộ bánh. Do biển nó dùng một bình cụ an ở sạp và chắc chắn sạp hành bình vô tầm. I think I have had a very interesting life. Khi ông kết thả, khi ông miên chỉ vất đời của chọc rõ nạc mùi. I'm 52 now and I don't work anymore. Khi ông mà dụ hà sạp bì cho nằm hơi ở lâu, hay khi ông mình thua cá tiệm tiền. I was in the Army for 30 years. Khiom no khnong kong tok me na thoi che te hien nung kong tok nung riak pe 30 chnam hai. I have been retired for 2 years. Khiom chou ni wat riak pe 2 chnam hai. I have been to so many country. Khiom ban tau prateh che chran dai khiom man aich chang teang os ni puok ve ban te. I've been to Australia. Khiom ban tau prateh Australia 6 tau 7 dong dai. And to South Africa, hai nang Africa 4 3 tham 3 dong. I have also been to Russia 1. Khiom ban tau prateh Russia 1 dong dai. But it was too cold. Ko pantai vie trachak nah samrap khiom. I've been married to Sokna. Khiom riep ka chmuoy Sokna riak pe 20 chnam hai. I have loved her for 34 years. Khiom ban sra lai niang 34 chnam hai. I never been on television. Khiom man dai lang tu tu te chong na khiom man dai bin mok chen tam tu tu te.
But I've been on radio one. Có một tác nhóm chạy một nội ta mà bị chút mà đọc đài. It was a program. Vì cứ chỉ cầm thì mỗi ông bị chỉ vật còn tốt và hai chiều một phách nằm một. About 20 years ago. I met the Prime Minister. Khi màn chụp như rõn mặt trời. I also met a lot of famous people. Khi màn chụp mà luôn là bay bay chỉ tràn. I travel a lot. Khi ông thua đồng nai chỉ tràn. I've seen a lot of wonderful things. Khiom ban khơi vay vay đã ở chai chỉ tràn. I have also eaten. Khiom ban hộp hai nằm phật. Hộp chùm lai mùi chùm luôn phòng đá. Thế chạm này. I have eaten cat. Khiom ban hộp sạch. Chúm à, hai nằm sắt bằng đó. In India, now India. I've eaten kangaroo steak. Khiom ban hộp sạch kangaroo. In Australia, now Australia. Chẳng là ôn bà sân đập ở bán ôn ai xa đập là mình. Find the answer to the question in the story. Write them in your notebook. Chẳng ôn rọc chùm lại chụp vô xung lúa nữa. Nó không rưỡng nữa, ôn ai ăn rưỡng nữa, ôn ai rọc chùm lại cười. Hai sở xế đặt nó sụp phâu rồi bọc ôn. He has had an interesting life. Has he had an interesting life? Ta quạt miền chỉ vật đã cua chào vào lòng mùi rưỡng. How long has he been retired? Ta quạt ban cho reward để dạy phê phần màn hai. How many times has he been to Australia? Ta quạt ban tàu về Australia phần màn đo hai. How many times has he been to South Africa? Ta quạt ban tàu Africa những phần màn đo hai. Has he ever been on television? ta quạt thọp lang tu tu thế has he ever met the prime minister ta quạt thọp chụp nhiều rót mình trái thế has he traveled a lot ta quạt vừa làm lại tràn thế has he ever eaten bread ta quạt thọp hộp sạch cần đo được thế chấn chấm lại khi nó không ăn tập bọt này bọn ai án hay rồi chấm lại chỗ này ai sẽ xế chỗ đặt nó dịp hồ bọt bọt. Listen again. Choose the correct word and write the sentence in your notebook. I think I have had. Rồi có I has. A very interesting life. I've been, rồi có I've been married to Sokna for 20 years. I've met, rồi có met the Prime Minister. I also met, rồi có meet a lot of famous people. I'll see, rồi có seen a lot of wonderful things. I've eaten, rồi có you at kangaroo steak in Australia. Chẳng ôn ai sắp thằng lớn nâng, chứ rồi tập tạm kê sắp tùm rộng trăm trâu này ca present perfect. Hai, cũng click sửa xế chụp nó sẽ phâu rồi bóp ôn phòng. Ta, ta tiếp. Look at the picture, ask and answer question with a partner, with your partner. Example, have you ever swam with dolphins? Ta nè thlop hai tức chì môi trầy sau tế. Yes, I have. Where? Thailand. Have you ever swam with dolphins? Ta nè thlop hai tức chì môi trầy sau tế. No, I haven't. Chẳng phôn mơ đi. Sẽ cảm thiệp ngon. Phôn mơ sẽ cảm thiệp ngon đi. Miền picture 1 hồ đọc picture 8. Phone ai bằng cách chế xung lúa. Anh ta, when did you visit pyramid? Have you ever seen the ghost? When did you sell the Atlantic auction? Where did you take photograph? Where did you take photograph of whale? Chess Tornado, Software, How, Huawei, When, Sing, Sydney, Opera, How, When. Chẳng phô một cái xung lúc của thầy. Dù đại cú, bản đại đại sao là cú thọt vì tội chẳng mình ai em ôn. Dù bản đề, dù mình chết ra. In the past, delivering wedding classes, read the story, was the cart heavy? Yesterday, Sam and Pisai were delivering a box to Mr. Perret. The crate was full of
glass for the wedding. They were carrying the box on a cart. They were taking the glass to Mr. Perrin. ចឹងលោកគ្រូបកប្រែឲ្យបងស្ដាប់តែម្ដងក្នុងកន្លែងនេះតោះបងចាប់ដើម Yesterday កាលពីម្សិលមិញ Som and Pisay were delivering កំពុងចែកប្រអប់មួយទៅ Mr. Perrin The great lung គឺពោពេញទៅដោយកែវ great នឹង lung ឬក៏ហឹបពោពេញទៅដោយកែវសម្រាប់អភិភិភាណា They were carrying ពួកគាត់នឹងកំពុងកាន់ប្រអប់មួយដាក់នៅលើ lung They were taking the glass ពួកគេកំពុងយកកែវទៅឲ្យមានទៅផ្ទះលោកភារ As they were passingនៅពេលដែលពួកគេកំពុងឆ្លងកាត់ pass ហ្នឹងយើងឆ្លងកាត់ដើរកាត់ហ្នឹងក្បែរសាលា They saw វតៃពួកគាត់បានឃើញវតៃហើយនឹងលីវ៉ាន់វតៃនឹងលីវ៉ាន់កំពុងលេងបាល់ទាត់ soccer លេង football ហ្នឹង Some and Pisay asked them for help Some and Pisay សុំឲ្យពួកគាត់នឹងជួយ They all pushed the cat down the street ពួកគាត់នឹងគឺបានរុញ push បានទាញប្រអប់ហើយបានទាញឡើងចុះទៅតាមផ្លូវហ្នឹងលើពេលខណៈដែលសំហើយនឹងពិសីកំពុងទាញពីខាងមុខ pull ហ្នឹងគឺរុញទាញនេះគឺរុញ pull រុញពីខាងមុខវតីហើយនឹងលីវ៉ាន់កំពុងរុញពីក្រោយ from behind មួយរុញមួយទាញហើយនៅពេលដែលពួកគេកំពុងដើរសំហើយនឹងពិសីកំពុងតែនំមានដឹកយកអាឡាំងដាក់ឡាំងលើក្បាលឡាំង the cat over bump and hole bump នឹងការបុកការប៉ះសង្កេតនេះ hole នឹងគឺប្រហោង when they arrive at Mr. Perrin house នៅពេលដែលពួកគេមកដល់ផ្ទះលោក Perrin គាត់កំពុងរងចាំពួកគេនៅខណៈដែលលោកភិរិតកំពុង unloading the glasses យកកែវហ្នឹង he said គាត់បានយកគាត់បានអរគុណពួកគេនៅកិច្ចការដែលយ៉ាងសកម្មរបស់ពួកគេគ្មានកែវណាមួយបានបាយទេពួកគេហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍មានមោទនភាពណាស់ចំពោះការងារដ៏សកម្មរបស់ពួកគេហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបងស្ដាប់អត់បានបងអាចមើលសារឡើងវិញខ្លះណា Read the story again might the photograph to the picture អញ្ចឹងពេលបងអានអត្ថបទរបស់បងដឹងថាតើអត្ថបទហ្នឹងត្រូវគូកងជាមួយរូបភាពមួយណា Read the story again and correct the mistake Write the sentence in your notebook អញ្ចឹងបងសរសេរចូលដល់ក្នុងសៀវភៅរបស់បងមក They were carryingthe box on a cart ចឹងបងស្ដាប់មើលតើវាខុសកន្លែងណាវាយកទាំងអស់ហ្នឹង 11.33.5 A they were carrying the box on a cart B Patay and Livan were playing soccer C Patay and Livan were pushing from behindD. He was waiting for them. E. Mr. Perrin was unloading the glasses. ចឹងបងចាំទៀងចម្លើយមើល A. They were carrying the box on the cart. ពួកគេកំពុងតែដឹកប្រអប់នេះកេះ B. Wattay and Lee Wan were playing soccer.វតៃអេនលីវ៉ាន់កំពុងលេងកីឡាបាល់ទាត់ C វតៃអេនលីវ៉ាន់ were pushing from behind វតៃអេនលីវ៉ាន់កំពុងរុញពីក្រោយ D he was waiting for them គាត់កំពុងរង់ចាំពួកគេ E Mr. Perrin was unloading the glasses unload មានរើកំពុងរើកែវចេញba were Mr. Perrin was loading
Unscribble the sentence and write them in your notebook. Chúng bố là chăm tiếng sắp lục lục an là sắp sẵn. A. Some NPC were delivering a box. B. They were taking the glasses to Mr. Perret Hall. C. Some NPC were pulling from the front. D. Some NPC were guiding the cart. E. They were all feeling very proud of their work. Bọn chăm sắp thép, ní cư chứ thép trong còi hay nây sĩ phụ mê riêng sẵn tì bằng bay rồi bỏ dưỡng. Chứ mê riêng trong còi, chẳng bọn chăm tiền sắp, rồi dưỡng chất tục đạn. Tape script 11.33.6. A. Sam and PC were delivering a box. B. They were taking the glasses to Mr. Pirate's house. C. Sam and PC were pulling from the front. D. Sam and PC were guiding the car. E. They were all feeling very proud of their hard work. Bà sân bọn đọc ở tốn bọn ai mơ thẹp bỏ dưỡng nó tùm phùa khẳng chồng này sẽ phấu cứ nó tùm phùa tí bì rồi xàm sập bằng bì bà thẹp đọc môi chạch xàm bái chạch bằng môi bà xôm ở con chân bọn bọn đại bàn nó sắc xa riêng phí sao ông lê tạng tí bảo bay chỉ môi được cư bình chọc được lòng người riêng tí xàm sập bấy này. Chúng xin cảm tha video mới nít nâng thua ôi bộ ôn bộ chạy dồn đăng cản lại cho bạn. Ai chưa biết xét cư bộ ôn bàn riêng tì mê riêng tì mối hồ đo mê riêng tì xàm sắp bấy. Nây xin phâu English Grade 8 cho bỏ dường. Xong ôn prang prang bần tỏ tiết nộp nộp nạ tì bằng bốn cư riêng ôn kế English Grade 9. Chúng xin cảm tha bộ ôn nâng bên lạc rạng nghỉ xuống nông ca sắc xa phía xa ôn lế rồi bỏ ôn. Bà thái số mà chia sẻ phòng đá rồi cả cùng hồ khó sống đọc lòng cả thọt video của mê riêng đi. Chúng cá lưng sô xâm lên mình lọ. Chúng cá lưng sô chạy bụt. Chúng số mà chia sẻ phòng đá chung phút xâm lên đồng khăn đọc lòng mê riêng đọc lòng cổ nít. Ngâm tập ôn nâng miệng cả dụng dụng. Hai ôn trâu cất khom bằng vài nền số phóng bà sân mân khom bằng riêng tế cư ọt chết tập bà năng. Bà số mà cốn chung đi. Goodbye. Chụp nghĩa nấu thân ạ tí bằng buồn tiền. Bye bye.